Hello, xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12 cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố xây ở do một anh chàng chủ vựa đá có thuê kiến trúc sư xây để ở nha. Và bây giờ thì anh ấy do kẹt vốn làm ăn nên cần bán lại. Với diện tích của căn nhà phố nhà mình là ngang 4m2, độ dài là 13m và được xây dựng với kết cấu là một trệt, một lửng và 3 lầu. Nhà này là một căn nhà phố xây ở cực kỳ chắc chắn luôn, với móng ép cọc và làm nội thất cực kỳ đẹp luôn, full nội thất lên tới trị giá 300 triệu đồng. Toàn bộ là đồ gỗ đỏ và đồ điện rất là cao cấp nha. Hướng nhà là hướng chính Tây, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và mặt tiền thì làm theo kiểu Roma với cột tròn và cột vuông sơn giả đá này. Chúng ta có những ánh đèn LED rọi cực kỳ lung linh và rực rỡ bởi căn như một tòa lâu đài kiến trúc Roma Pháp vậy. Và bên ngoài cổng này thì anh ấy ốp đá hết luôn nha. Một căn nhà được làm đá cực kỳ đẹp, đẹp hơn những căn biệt thự luôn. Ngoài cổng ốp đá này, trong thì cũng ốp đá từ trên xuống dưới luôn. Đây, cổng thì sẽ có hai lớp, một bộ cổng cực kỳ chắc chắn, chắc đặc CNC bên ngoài và một lớp cửa nhôm dày 2 phân ở bên trong. Và đây là con đường trước nhà mình này, con đường hẻm 10 thuộc đường Quang Trung, thuộc phường 11 quận Gò Vấp nha. Và đặc biệt thì nó nằm ở ngay phía sau của siêu thị Co.opmart luôn. Ở trong con hẻm này thì có trường mẫu giáo, trường cấp 1 luôn nha. Một vị trí vô cùng đẹp, thuận tiện cho nhà mình di chuyển về các quận 1, quận 2. Cũng như là chúng ta mua thì làm văn phòng công ty rất tuyệt vời. Và đây là mặt sau của siêu thị Coop Max ở quận Gò Vấp nha. Bên này có trường mầm non này. Con hẻm này là một con hẻm thông nha. Đây, rất rộng, di chuyển xe hơi vào thoải mái. Và chúng ta cùng Nhà đất Bá Hưng di chuyển vào bên trong căn nhà phố xây ở nhà mình. Với con đường trước nhà rộng tới 7m, đường thông thuộc trục đường Quang Trung. Và rất gần với trục đường Quang Trung nha, chỉ cách trục đường Quang Trung của nhà mình khoảng tầm 50m đi bộ thôi. Đây là khu vực đậu xe hơi nha. Có thể đậu được các loại xe hơi 5-7 chỗ trong nhà. Khu vực này thì được gia chủ đổ bê tông, sàn và ốp gạch sàn là gạch bóng kính 80. Có tặng một bộ sofa nhập khẩu. Bộ này lên tới trị giá 30 triệu đồng. Rất là cao cấp và sang trọng luôn. Một căn nhà nội thất lên tới trị giá 300 triệu đồng nha. Để chúng ta thấy này, cầu thang đứng áp sát vào tường. Và đặc biệt thì căn nhà này do một anh chú nhà làm đá, thiết kế làm đá cho những căn nhà phố ở quận Gò Vấp nên anh ấy bố trí toàn bộ đá là đá kim sa Ấn Độ, một loại đá chỉ dùng cho những căn biệt thự. Đây, khu vực phòng khách, gara ô tô thì chúng ta thoải mái di chuyển lên xe hơi trên này. Bên hông tường thì sẽ được ốp gạch sàn lên cao khoảng tầm 1m2. Đây, có chạy chỉ gỗ. Và chúng ta cùng xem cổng này. Cổng nhà mình cũng được ốp đá luôn nha. Rất ít những căn nhà giao bán tại quận Gò Vấp mà có bộ cổng ốp đá luôn. Đây, ốp đá, có hai lớp cửa, một bộ cửa nhôm và một bộ cửa sắt đặc CNC, cực kỳ dày và cực kỳ chắc chắn nha. Và hướng nhà là hướng Tây Bắc, hướng chính Tây. Và giá tiền là 6 tỷ 100 triệu đồng. Chúng ta vẫn còn thương lượng với bên chủ nhà. Cầu thang sẽ được làm áp sát vào tường. Trụ và tay vịn là gỗ đỏ, một loại gỗ cực kỳ cao cấp với những căn nhà bán tại quận Gò Vấp nha. Đối diện với bộ cầu thang sẽ là một bộ tú rượu bằng gỗ đỏ này. Đây, bộ tú rượu rất rộng, có bọc gỗ nha. Phòng bếp thì gia chủ sẽ làm giật cấp lên cao khoảng tầm 10 phân. Vẫn là sàn gạch 80. Đây, nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ, 1 phòng lửng, có 5 toilet, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng phía trước phía sau. Đây, chúng ta cùng xem khu vực đá cầu thang của nhà mình nha. Đây, đá kim sa Ấn Độ với những đường chỉ cực kỳ đẹp luôn, chỉ đá. Những loại này thì chúng ta thường thấy trong những căn biệt thự, chứ còn nhà phố thì không có đâu. Trụ gỗ đỏ này, đầy ốp bờ gạch luôn. Dưới chân cầu thang sẽ có một toilet. Và khu vực phòng bếp thì sẽ có tặng một bộ bàn ăn bằng gỗ đỏ luôn, ốp gạch lên hết tường. Căn nhà phố rất là chắc chắn, cũng như là độ bền, đẹp, sang trọng thì chúng ta khỏi nói rồi. Nội thất thì cực kỳ sang trọng, cực kỳ VIP luôn. Đây, tủ gỗ đỏ luôn này, tủ bếp đóng lên hết tường luôn nha, sát nóc tường luôn, nóc trần luôn. Và làm dán kính. Bên dưới thì chúng ta vẫn là đá kim sa Ấn Độ, có đường chỉ. Đấy, một căn nhà đẹp. Diện tích là ngang 4m2, dài 13m, hẻm trước nhà rộng 7m, hẻm thông. Và cách trục đường Quang Trung chỉ còn khoảng tầm 50m đi bộ thôi. Nằm ngay phía sau của siêu thị Co.opmart và khu vực chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây nằm sát bên. Ở đây một khu vực tuyệt vời, nói chung là vị trí rất tuyệt vời. Chúng ta di chuyển ra trục đường Quang Trung thì cái gì cũng có luôn. Nằm sát bên với Co.opmart thì rất tiện, và đầu hẻm thì có ngay một ngôi trường mầm non, ngôi trường cấp 1. Chúng ta đang xem khu vực tầng lửng nha. Tầng lửng của nhà mình thì một bên chúng ta được bọc gỗ này, chạy những đèn LED và dán một bức tranh mà đã thành công. Trên đây chúng ta cùng xem cái trần và đèn chùm của nhà mình. Rất tuyệt vời nha. Làm kiểu kiến trúc tân cổ điển Pháp Roma, cực kỳ hoành tráng rồi. Anh chị nào đang xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh và đừng quên bấm ngay vào tượng chuông để theo dõi những video mới từ kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng nha. Nhà đất Bá Hưng sẽ liên tục cập nhật video trên kênh, và một ngày thì Hưng sẽ ra từ 1 tới 2 video cho cả nhà cùng xem. Và anh chị đang xem thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh để lựa chọn dễ dàng những căn nhà phố đang được giao bán tại thị trường 3 quận Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Với đội ngũ đông đảo, tư vấn nhiệt tình, tận tâm, bên Hưng cam kết bán những căn nhà giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường, sẽ rẻ hơn các kênh khác khoảng tầm từ 100 đến 150 triệu đồng. Và bên Hưng bán nhà là những căn nhà sổ hồng riêng, chính chủ gửi bên Hưng bán nha. Đây, tầng lửng của nhà mình được bọc gỗ rất chi là cao cấp và sang trọng nha. Đây, bọc gỗ xung quanh luôn, rất cao cấp, toàn bộ là gỗ đỏ, gỗ cam xe hết. Và có một cái quạt trần Panasonic này. Đây, khoảng này cũng rất rộng nha. Chúng ta làm phòng khách, phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung thì cũng thoải mái. Ở đây ngang 4m2, dài 13m, công nhận đủ và xây dựng hết luôn. Và chúng ta cùng Hưng tiến lên khu vực hai phòng ngủ ở phía lầu 1 nha. Nhà này thì được gia chủ tặng tới 3 cái giường, 4 tủ quần áo và kệ tivi. Như vậy thì chúng ta chỉ thiếu một cái giường ở một phòng ngủ thôi, và chúng ta cũng thiếu vài cái máy lạnh nữa thì về ở được rồi. Gia chủ cũng đã tặng lên tới 300 triệu đồng tiền nội thất trong căn nhà phố này. Đây, toàn bộ cửa vào sẽ là cửa gỗ cam xe, và sàn thì vẫn là sàn gạch bóng kính, gạch 60 nha. Có tặng giường này. Đây, giường rất đẹp và lung linh luôn. Chúng ta bên này có tủ luôn này. Nội thất xây ở rất đẹp, cũng rất cao cấp luôn nha. Trần thạch cao, có đèn ngủ, bàn trang điểm, bàn học. Bên ngoài thì chúng ta có cửa lùa, cửa nhôm xi pha và lan can bằng sắt đặc CNC. Đây, một căn nhà đẹp, giá rất rẻ và vị trí tuyệt vời. Anh chị nào đang xem kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng thì hãy nhanh tay gọi trực tiếp về tới bên Hưng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, với hai đầu số hotline Mobi sẽ là số 0933 830 756 và số Viettel sẽ là số 0355 65 487 nha. Anh chị hãy nhớ hai đầu số này và gọi trực tiếp tới bên Hưng nha. Bên Hưng làm việc 24/24 giờ. Anh chị nào có nhu cầu mua nhà thì chúng ta hãy gọi cho Hưng, hoặc chúng ta truy cập vào fanpage của Nhà đất Bá Hưng để xem những mẫu nhà bán trên địa bàn 3 quận. Và Hưng cũng có để đường link fanpage ở phía dưới phần mô tả video nha. Anh chị nào chưa biết phần mô tả thì chúng ta hãy ấn vào tiêu đề để hiện lên phần mô tả, và từ đó chúng ta vào truy cập vào fanpage của Nhà đất Bá Hưng. Và nếu anh chị nào muốn kết bạn trực tiếp Facebook với Hưng thì chúng ta hãy từ đường link trang cá nhân Facebook và gửi lời mời kết bạn nha. Đừng quên nhắn tin cho Hưng một cái tin nhắn để Hưng biết anh chị đang có nhu cầu mua nhà để Hưng xác nhận kết bạn nha. Phòng ngủ số 2 này thì cũng có đầy đủ giường, bàn trang điểm, bàn học, tủ quần áo, kệ tivi, rất đầy đủ luôn. Nhà mình thì đã có sổ hồng hoàn công năm 2020 rồi. Đường điện, đường ổ điện, công tắc điện là hãng Panasonic, điện cao cấp. Đây, chúng ta xem toilet này, bồn cầu rất là sang trọng nha. Cũng như là chúng ta có bồn rửa tay cực kỳ VIP này, hãng Toto, ốp gạch lên hết tường. Và với một căn nhà làm đá rất tuyệt vời như vậy, chúng ta thấy đá được ốp từ trên xuống dưới và toàn bộ là đá kim sa Ấn Độ có đường chỉ nha. Đây, chúng ta thấy này, đường đá rất tuyệt vời, cầu thang cũng rất dễ đi lại luôn, tay vịn gỗ đỏ. Lên trên đây thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ ở giường ở phòng phía trước, có một giường ở phòng ngủ phía trước nha. Còn bên phía sau thì sẽ có kệ tivi và tủ âm tường thôi. Đây, phòng vừa phải cũng rộng, thoải mái cho một cặp vợ chồng hoặc là một người ở. Đấy, rất lung linh, rất tuyệt vời. Và anh chị nào đang xem thì chúng ta hãy liên hệ về tới bên Hưng để xem trực tiếp căn nhà phố này đi. Ta nên xem căn nhà này, vì nếu không xem thì rất lãng phí nha. Một căn nhà xây ở móng ép cọc và làm nội thất cực kỳ chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn. Đây là phòng ngủ số 4. Đây, chúng ta cùng Hưng tiến lên khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng phía trước phía sau. Nhà mình thì đã được gia chủ làm phòng thờ rồi, làm nguyên bộ kệ thờ luôn. Anh ấy tính dọn về ở mà giờ do kẹt vốn nên mới bán nha. Đây, làm phòng thờ luôn này. Trên dưới trời giữa thì làm lá sách, lấy gió và mưa có thể không tạt vào được. Đây, dưới trời làm lá sách nha. Cửa sổ bên hông này. Chúng ta cùng xem khu vực phòng sân thượng trước. Sân thượng trước thì chúng ta cũng được ốp gạch hết. Bên trên hông cũng ốp đá luôn này, trên những cái thảm trên hông. Và trên thì đã làm khung sắt hết rồi. Nhà mình thì làm rất kỳ luôn, phải nói là một căn nhà xây ở cực kỳ kỳ lưỡng. Nằm sát bên với phía sau của siêu thị Coop Max nha. Đây, khu vực phòng thờ thì chúng ta sẽ được gia chủ làm một bộ tủ thờ bằng gỗ sồi mí rồi. Đây, thoải mái thờ ở đây. Và phía sau này sẽ là khu vực phòng giặt và sân phơi đồ. Vì nhà mình cao hơn những căn nhà phố ở sát bên cạnh nên là gió cuộn vào rất mát nha cả nhà. Đây, đã làm khung sắt, trên thì lợp mái rồi. Đặc biệt thì có cả tổ ong ở đây luôn, tổ ong mật nha. Với những căn nhà vừa mới xây xong mà có tổ ong làm tổ thì rất tốt nha. Về chúng ta mua về thì làm ăn cực kỳ sinh khí, cực kỳ tuyệt vời. Với những căn nhà có tổ ong làm tổ. Đấy, trên thì làm mái hết rồi, có làm cây để phơi đồ rồi, anh ấy tính để ở mà. Và video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Anh chị nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video lên trang cá nhân Facebook của bạn nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.